gần đây mình rất là thích trải nghiệm những mẫu Yoga Slim của Lenovo và đây là một trong những chiếc máy mà mình cũng như là anh em trong team Thinh View đã sử dụng rất là nhiều trong và khoảng là một tuần vừa qua. Mức giá của nó không hề cao nếu như mà xét trên thông số cấu hình nó có 32GB RAM và 1TB và mức giá của nó là 27 triệu cho hàng chính hãng tại Việt Nam nhá. và nếu như các bạn đang cần một dung lượng RAM lớn để mà thoải mái phục vụ cho nhu cầu đa nhiệm thì đây là một trong những sự lựa chọn rất đáng để mà tham khảo khi mà chuyển qua chiếc máy này từ phiên bản chạy Windows ARM mà mình cũng mới có video chia sẻ với các bạn ấy thì mình không bao giờ phải lo đến những cái vấn đề tương thích ứng dụng. Có một số ứng dụng mà mình rất là hay dùng cho nhu cầu công việc, ví dụ như là lag hay là Zalo thì nó lại hoạt động rất là ngon nghẻ trên Windows X86 luôn chứ không bị lag như là khi mà chạy trên Windows ARM. Ngay cả khi chơi game thì chiếc máy này nó vẫn chơi khá là ngon. 8 nhân đồ họa tích hợp Intel Arc ở bên trong con chip Intel Core Ultra 7 này nó cũng có hiệu năng là khá là tốt thậm chí là anh em chúng mình còn kết nối với cả tay cầm Xbox rồi xuất ra màn hình rời để mà chơi con trồ nữa cơ mà. Đây là một tựa game có đồ họa rất là phức tạp, vậy mà chúng mình vẫn chơi được vào khoảng là full HD và low setting. Dù FPS của nó không phải là dạng quá cao, nhưng mà hoàn toàn là chơi được nhá, vì tiết tấu game nó cũng mới chỉ ở mức vừa vừa thôi, nên là các bạn cũng sẽ cảm nhận được ít cái sự giật lag hơn. Hai tuần vừa rồi thì mình cũng có thấy một số những tựa game đang trending ở trên Xbox Game Pass, nên là mình cũng đã tải về để mấy anh em cùng chơi luôn, kiểu như là Astroneer này hay là Hi-Fi Rush chơi vui phết anh em ạ à. Tất nhiên mình biết là đây không phải là chiếc laptop của mình Nhưng mà mình vẫn kể lại với các bạn những trải nghiệm của chúng mình trong khoảng là một tuần vừa qua Để mà thứ nhất, các bạn sẽ thấy rằng là chiếc máy này nó sẽ không có những cái vấn đề liên quan đến tương thích ứng dụng và thứ hai là dù không phải là laptop gaming nhưng mà hiệu năng đồ họa của chip Intel Core Ultra 7 nó cũng khá là ổn để mà giúp cho các bạn có thể là giải trí và chơi game. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về mặt thiết kế và đây là một trong những cái điểm mà mình cực kỳ là thích ở dòng Yoga Slim. Nó được hoàn thiện cực kỳ là tốt đấy Đặc biệt là cái phần bo góc nó được xử lý CNC một cách rất là tinh xảo. Nó được làm như nguyên khối vòng từ mặt trước và vòng hẳn ra phía dưới. Nên là khi mà cầm vào cái phần khung máy này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cực kỳ là mịn, nó không hề có một đường chia cắt nào cả. Hàng ngày thì hôm nào mà các bạn sẽ chẳng phải nhét máy vào ba lô rồi lại rút ra hay là mang máy qua chỗ này chỗ kia thì mỗi lần mà cầm sờ vào chạm vào như vậy thì cái cảm giác nó đều rất là đã luôn. Mà một điều ấn tượng hơn nhá, là các bạn nhìn đi dù máy được làm rất là mỏng nhưng mà Lenovo vẫn trang bị đầy đủ những cổng kết nối và đây chúng ta sẽ có cả cổng Thunderbolt 4 lẫn cổng HDMI và cả cổng A luôn nhá hay chưa để ý kỹ thì bạn sẽ thấy rằng là tất cả những cổng này nó đều nằm lọt vào bên trong cái lớp khung nhôm Và cái lớp khung nhôm này nó cũng sẽ vòng bo theo cái đường bo của cái phần cạnh Nên là nhìn nó sẽ đồng bộ hơn và trông nó vẫn sẽ rất là gọn gàng và có mức độ tinh xảo cao Thế chứ nó sẽ không làm lồi cái phần cổng kết nối ra và làm lộ những cái đường cắt của cái phần kết nối bên trong Như là một số những cái dòng máy phổ thông và mình nghĩ là cái kiểu thiết kế bo góc này của Lenovo chính là một cái giải pháp cho việc là giúp cho máy trông rất rất mỏng về mặt thị giác nhưng mà đồng thời thì máy nó vẫn sẽ có đủ không gian để mà chứa được đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Một vài chi tiết khác cũng khá là tinh tế trong thiết kế, ví dụ như là cái phần G lên ở webcam để mà giúp cho các bạn gặp mở máy một cách dễ dàng hơn và Lenovo cũng làm một cái giải bóng chạy ngang vừa đúng cái khu vực không gian này. Nó chứa cảm biến mở khóa khuôn mặt, mở khóa rất nhanh và nhạy cũng như là có webcam. Bàn phím và touchpad của máy được đặt ở đúng chính giữa nên là nhìn cực kỳ là cân đối và logo Lenovo khắc dập vào khung máy thì cũng là một cái chi tiết rất là đặc trưng của laptop Lenovo rồi đúng không ạ? Nhìn chung thì nếu như các bạn đang cần một chiếc máy thực sự chỉnh chu trong thiết kế thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái dòng Lenovo Yoga Slim này được rồi. Rồi, về hiệu năng thì máy sử dụng con chip là Intel Core Ultra 7 và 32GB RAM. Vậy thì cấu hình này nó sẽ phù hợp cho những ai? Thứ nhất là những người dùng cần đa nhiệm cao. Ví dụ như là tuần vừa rồi thì mạnh có mượn chiếc máy này để làm CapCut, edit video TikTok của ThinkView. Và khi mà nó làm xong rồi thì lại đến lượt mình dùng chiếc máy này để mà làm việc luôn. Thì mình vẫn để cắt cắt ở đó, vẫn để Photoshop ở đó và mình lại mở thêm vài chục tab web. Nhưng mà không bao giờ mình muốn tắt những cái tab web này đi cả. Làm xong thì mình lại sleep máy lại và mai làm việc tiếp thì lại mở lên thì trong suốt cái quá trình đó, Lenovo Yoga Slim 7i trong trạng thái active chứ không bị treo nghẽn ram hay là phải loát lại từ đầu. Chưa kể là các bạn còn có thể xuất ra từ một cho đến hai màn hình nữa. Thì chiếc máy này nó vẫn sẽ có thể đáp ứng được rất là tốt nha. Xuất ra thông qua cổng Thunderbolt 4 hay là thông qua cổng HDMI thì nó cũng sẽ đều được. Đa nhiệm với 32GB RAM hoàn toàn thoải mái. Rồi, đến vào nhóm đối tượng người dùng thứ hai rất là phù hợp với chiếc máy này đó chính là những anh em làm dev, đặc biệt là đối với cả những anh em làm về giả lập ấy, cần dung lượng RAM lớn ấy thì chiếc máy này nó cũng sẽ có thể đáp ứng được rất là tốt. Và nhóm đối tượng người dùng thứ ba đó là những các bạn làm về sáng tạo nội dung hay là cần chỉnh sửa hình ảnh raw thì nó ăn lên đến là 20 cho đến 30 GB RAM là một chuyện rất là bình thường. Ví dụ như là hôm trước anh em Thịnh view chúng mình có đi đồng mô và trong cái chuyến đi đó chúng mình chụp rất là nhiều ảnh raw và khi mà load hết ảnh RAW vào Lightroom ấy, thì chiếc máy này nó sẽ ăn vào khoảng là trên 20GB RAM Là một chuyện rất là bình thường Tuy nhiên thì với nhóm đối tượng người dùng thứ ba này thì các bạn sẽ phải lưu ý một chút là hãy nâng cấp cái tùy chọn màn hình cao hơn bởi vì cái chiếc máy mà mình đã sử dụng ở đây nó sẽ chỉ có tùy chọn màn hình là Full HD OLED mà thôi. Nó chưa đủ sắc nét để mà đáp ứng cho các nhu cầu thực sự cần nghiêm túc về hình ảnh nhé. Tiện nói về màn hình thì dòng Yoga Slim của Lenovo nó cũng sẽ có những tùy chọn tấm nền màn hình là 2.8K OLED nhưng mà cái phiên bản của mình đang có thì nó sẽ chỉ là Full HD mà thôi Chất lượng màu sắc của nó thì vẫn rất là tốt nhá Ngoại trừ việc là nó là tấm nền Full HD trên kích thước là 14 inch Thì nó vẫn sẽ chưa sắc nét một cách tuyệt đối Về độ bao phủ màu nó đạt 100% ở giải màu sRGB Độ sáng của nó thì vẫn đạt là 400 nits, ngon lành Màn hình này nó cũng sẽ mở ra được một góc là 180 độ Nên là vừa thứ hai đầu tuần Chúng mình họp bằng em đó xong Và người đối diện cũng có thể quan sát được thông tin một cách rất là dễ dàng về pin thì mình đã tuôn màn hình của chiếc máy này về 250 nit thì đâu đó nó sẽ ở ngưỡng là 82% và khi mà để độ sáng là 250 nit thì chiếc máy này nó sẽ trụ được vào khoảng là 6 tiếng hơn một chút, chính xác là 6 tiếng 10 phút. Bàn phím của chiếc máy này có trải nghiệm là cực kỳ là tốt và dòng Lenovo Yoga Slim là một trong những chiếc Ultrabook có hệ thống bàn phím là ngon nhất hiện nay. Hành trình phím của nó sâu tận 1,5 mm cơ mà, nó ngang so với cả rất là nhiều những bộ laptop gaming. Cảm giác như là gõ phím nào nó cũng sẽ đều ăn phím đấy luôn check phủ gương, check nó cũng rất là chuẩn Nhưng mà do chiếc máy này nó sẽ chỉ có tấm nền màn hình là 60Hz Chứ không phải là 120Hz Nên là gì nó chưa được nhanh nhạy một cách tuyệt đối là chưa đã lắm Tóm lại thì chiếc Lenovo Yoga Slim 7i Nó là một chiếc máy chuẩn cho nhu cầu công việc cần đa nhiệm cao Và nếu như các bạn đang cần một chiếc máy luôn trong trạng thái Active Thì 32GB RAM và option tùy chọn mà mình đang có ở đây Là một trong những sự lựa chọn rất là đáng để mà tham khảo rồi và đó là những trải nghiệm của mình cũng như là anh em trong Team View trong và khoảng là một tuần vừa qua với chiếc Lenovo Yoga Slim 7i. Chúng mình có sử dụng luân chuyển lẫn nhau. Ông này dùng một thời gian rồi để ông kia dùng rồi đến mình dùng và gộp những cái trải nghiệm đó lại để mà chia sẻ với các bạn. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy nó hữu ích và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.